Theo dự thảo mới đây của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất, ai nộp sớm tiền sử dụng đất có thể nhận được ưu đãi giảm số tiền phải đóng theo quy định. Dự thảo hiện đang được lấy ý kiến của các bộ, ngành và địa phương. Dự thảo của Bộ Tài chính đề xuất nếu hộ gia đình hoặc cá nhân nộp tiền sử dụng đất trước hạn 5 năm sẽ được giảm trừ ngay 6% trên số tiền sử dụng đất phải nộp hàng năm. Khi trả tiền sử dụng đất, các hộ gia đình hoặc cá nhân được tính số tiền phải nộp theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự thảo cũng cho phép người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm. Tuy nhiên, sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ, thì hộ gia đình hoặc cá nhân đó phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Dự thảo cũng đồng thời đề xuất một lộ trình 90 ngày kể từ khi có thông báo của cơ quan thuế, để hộ gia đình hoặc cá nhân có thời gian hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất.